Nay mình luyện công nha các bạn. Lâu quá rồi mình không luyện công, mình nay mình luyện lại sức khỏe của mình cho. Mấy quần cứ nó thấy nó ý nó sức mạnh, cứ mỗi lần là nó cứ đòi nó đòi bách mình, nó cột nó này nọ, mình phải luyện sức khỏe đó cho nó mạnh mẽ lên chứ. Đúng là con trai của ta. Người mình hôm nay bó lâu yếu hết các bạn. Đây các bạn xem mình luyện công nha. Tướng mình dũng võ sĩ không? Em bị rách quần, em có quần mệt à? Em bị rách quần, em có quần mệt à? Quyền pháp mà ta dạy con được thể hiện qua thiết ti quyền. Lấy khí qua cực, lấy lực qua bộ tấn. Đẩy nội lực để phát huy bốn biểu hiện, thì nộ ai lạc. Thì thành tâm, long như cuồng long. Nộ tức giận, chủ công là tung hành. Quyền pháp mà ta dạy con được thể hiện qua thiết ti quyền. Lấy khí qua cực, lấy lực qua bộ tấn. Đẩy nội lực để phát huy bốn biểu hiện, thì nộ ai lạc. Thì thành tâm, long như cuồng long. Nộ tức giận, chủ công là tung hành như đàn ngựa. Không làm cái gì gốm gì không? Mẹ mà thấy bữa nay tao gốm không? Nay rồi mới tao đang luyện công mà. Mấy lâu ngày luyện lại mệt ghê không mày? Không có võ đâu, học võ sương đâu, hay vậy không? Mấy mà chưa biết cho học kia đâu không? Muốn biết bao nhiêu thành nay bỏ lâu ở lục ngờ nay lâu quá luyện lại thứ nó cái món ngờ mình thứ nó nói không chứ bỏ lâu nhiều lúc nó mất sức phía nay luyện lại mày phải luyện công lại thôi em thôi coi ông chi tôi dài đường ơi mày không? Mày mà chi mày nữa mà quýnh ai chịu nấu cái tướng mày chi mà quýnh ai chịu nấu tướng dài cho thấy lông bẹo nè tướng không như con nhái mà đồ ăn mì tôm uống rượu tập tè nữa tướng không như con nhái mà đồ ăn mì tôm uống rượu tập tè nữa đừng có khinh thường anh nha đừng khinh thường thấy rồi chứ đừng khinh thường nha thôi mày giật anh mà thương chút đi thôi mày thử mà té anh mà thử cái ngón thử nha thấy không tôm mày thấy chưa có giỡn mày thấy chưa chơi á, để nghe nữa thôi. Đó, rồi, bắt ngay. Quốc. Hút vô. Tại không? Hút này nha. Tấn chừng nhà. Hút này nha. Tấn chừng nhà. Thấy không? Thấy không? Đây, đó, anh chỉ em nhiều cái thớ độc lắm. Thấy không? Sau này có như là em phòng thân mà đi mày muốn rảnh ở bên này mà mày công chuyện mày mà đi mà nhớ công chuyện này tao dạy nghe cho sư phụ chúc mọi nhớ tôi mới đi quán ông lấy nước lấy bò chứ vậy quán chờ ông biết cái chuyện gì đâu không chờ bò đái đầu lấy đâu phải chuyện đơn giản đâu cố thiệt rồi nhá má ông này chờ gì lẹ cười vậy làm gì vậy chứ làm gì nay lên đồ như vậy như vậy như vậy làm gì ông chú quán đục cái gì nay gió đồ sao đồ mà gơ vô đồ phải trúng tôi nha trúng tôi nha trúng tôi đập luôn á ông nhìn tướng tôi này nhìn nhà như vậy nhìn nhảy tôi á nhảy á nhảy á
Nhảy, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Tăng 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 tăng. Nghe thật mệt quá. Tức là mới vô nghỉ hưu đúng không? Giật lâu ngày luyện công lại nó mệt quá. Ấy là bữa nay anh đang luyện công phu. Thử giờ tay chân đồ cho nó chắc. Hầu giờ không có gió sao mà ông luyện công phu được không? Hầu lâu giờ với em nghĩ sao điều cái mình đỡ mình phòng thân thâu. Chứ ông được gì ông ốm cùng giống lít tụi em rồi nha. Quả chưa? Quá trời. Đồ một cơ chứ à. Đồ mày. Gì vậy, gì vậy? Điều cái anh mày không nói thâu. Chứ còn á. Đừng như vậy không? Tôi có, tôi không có biết giỡn con nha. Ê, ê, đừng có chọc tôi nha. Mà tôi đang cũng gơ lén này nha. Như vậy, như vậy. Ai đâu không? Ai đâu không? Ai không? Ông có thể nhìn ông đâu mà sao ông lẹ tôi á? Ông mé mà chơi thiệt mày. Mà cho tôi để nói tôi không có biết giỡn đâu mà sao ông cứ biết mua giỡn mà sao ông lẹ tôi vậy? Thế thôi là tao chưa hẹp. Thó này em phạm chưa chỉ. Đồ chứ mình nói đi chỉ không? Đó thì học cái thó này đậu mày. Thôi thôi tao quá nữa tao điện công mày đi gì ơi. Về về để không làm rồi bữa nay lên làm chứ gì. Bữa nay tao có công chuyện tao. Sẵn ra tao nhờ mày xíu. Nhờ gì nữa? Quay giùm tao ở đây nữa tao đăng lên ấy. Đăng gì? Tao đăng lên TikTok. Tao chim đi, lên Facebook ơi. Lâu quá rồi không điện công, bữa nay điện công là xem xíu. Lại cho quấn trợ cho mày. Trợ trợ liền luôn chứ. Mấy bữa đậu hơ đi ăn chút là nó bắt cái cục. Hơ đi ăn chút nó bắt cái cục. Nhưng mà tôi không có sợ đâu nha. Mày tôi không có sợ ông đâu. Mày tao chưa học về thố đại thố hút quen của mày á. Mà làm gì ông tập cho tao gì tao hoảng thời tao thử cái thố quen của mày là thố gì tao tao trừ liền. Tao hút cái thố đó là ông biết cái thố gì không? Cái mày là mày cái thố mà ăn biết quen cái thố hút hút phần phần tao. Đây 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 cái thố đó thố hút phần bò ông hiểu không? Không không, livestream mày đi giùm tao. Mà ông đập cái cục gạch đó sao nó bớ mà ông đập gì mấy cái quay rồi không? Ông bớ mày. Mày đập không bớ đầu lên dị ồn nữa. Đây là chim hay là chim? Đập không bớ này dị chết đó nha. Gọi không được dị chết nha tụi bay. Mày quay xuống cục gạch chứ mà quay đâu vậy mày? Thì tụi tao lỡ quay cục gạch ông đập không bớ sao? Quay cái mặt ông cho đó nó khỏi thấy. Mẹ lúc bớ phải quay nghe chưa? Được không tụi bay? Mấy đứa nhường nhái tôi đập cục gạch không? Nữa, lại bái sư nữa, bái mẹ rồi lại nữa. Mày không làm nhanh đi chứ tôi còn về công chuyện tôi chứ không? Mẹ mày trước thì phải khởi động chứ, độ mày tay chân mà biết cái rồi. Tay chân mà thư dưới đế là mày biết rồi. Nhanh đi chứ ông, đồ cái sao ông quằn ông đập không được. Nghe ông dạy đi. Cầu chào khán giả mới quan trọng. Ông không đập thì ông dạy chứ đâu. Ông chào khán giả bên này. Mày tôi còn về tôi làm công chuyện chứ ông rảnh chưa ông chủ ăn? Khán giả bốn bên mà, phải chào vô đủ hướng. Ông chào ai đâu vậy, ông chào có tôi không không, ông chào ai vậy, ông chào thủ địa cho mày. Mình phải chào khán giả chứ mà đang... Khán giả đâu đây? Mà đang live stream mà, mày biết bao nhiêu... Mấy em bố chuyện chứ không? Mày biết bao nhiêu ngàn người coi không? Đâu phải tao giống mày đâu. Rồi, nhanh tôi còn về, tôi còn đi làm chứ không? Còn ra mới quan trọng rồi nha. Nhớ quay nha, quay xuống cái cục gạch đây. Tụi quay bộ ông kia con nhái mà ông đập bớ cái cục gạch đó nào, mấy tụi quay cục gạch không? Hai. Mấy gì gỗ chứ không chú ăn? Hai. Mấy gì gỗ chứ không chú ăn? Nào gió sơn đông là gió bên hồng cầm. Nào môn thiếu lâm sư tầm. Cùng luyện thêm gió từ gió. Bớ hai cục gạch luôn rồi, chú ăn đập bớ luôn rồi nha các bạn. Chào nữa, có tôi đâu không mà ông chào nữa. Mẹ của mày chướng chung quán. Hey, quay xong đoạn hả? Mé được rồi tay. Mé tao thấy cái lúc cái chặt cục gạch của mày. Mé tay bị gì mà ông coi thôi đi. Mày thấy tao liền mà nó chay đến mức đây mà thấy gúm. Thôi đưa tôi. Gúm dài chứ mẹ coi như công nậu công thâm hậu lắm nhá. Mày biết không? Thấy không? Cô thư thấy nó chay không? Cô thư có ghế đúng không? Ghế mày. Thấy không? Mày thấy đưa đây mà coi. Bãi. Mày gạch bớ mà đập đầu tụi tay bớ luôn nào không? Ấy là mày nói vẫn nguyên lành. Tao đập biết bao nhiêu cục gạch hầu kia mà biết không? Tao đi phụ thờ hồ ấy. Mấy ông kia chỉ cần ví dụ như lâu không có cái đồ chặt là tao lấy tiền tao chặt cho mấy ông. Mấy ông rồi dữ không? Phải chứ, vậy chứ. Sau này mình ra mình không có sợ đói. Hiểu không? Mày đi phụ thờ hồ mà chỉ cần coi như mày có cái tay không mà chặt gạch là mày thấy mày để ăn người ta đó. Ồ, rồi ông cho ông chặt gạch bằng tay người ta chặt bằng bay còn cho bằng tay luôn á. Cái đó là muốn ăn tiền người ta chứ mày. Đồ vậy thôi ông chí tôi ơi, ông chí tôi ơi. Ông chí tôi về tôi chào dưới chỗ xóm tôi đi. Mày học phải có thời gian. Mày không thế nào học liền được. Dù... Nếu cỡ mà như mày vô học ấy là phải từ cái vật mềm trước rồi tới cái vật cứng lần lên. Đồ ông chí tôi đi. Chí mày á cũng được thâu nhưng mà anh em tao nói thiệt nha, mày tao mới chí. Người khác tao không chí. Đúng rồi, ông đừng có chí ông quốc chi. Ông chí tôi không à. Tại vì biết sao?
Tao chỉ những người mà tao thấy mày có lương tâm. Đúng rồi, đúng rồi. Người tôi có lương tâm người lắm. Như thằng Quốc, nó là sống điếm nè, là không chỉ. Đúng rồi. Nó không có lương tâm. Chí trong này nó đen, nó làm chuyện tầm bại tầm bẹ là không được. Dạ thôi bây giờ ông chí tôi đi, ông chí tôi đi. Mà chí á, trước khi tao chí mày á, là cũng như hầu tao vô thầy học thầy tao vậy, phải có con ghe. Ghe nữa đó. Con ghe trống phải tầm vé phải 2,5 kg đến đẹp tí. Là cúng cúng sư tổ mà mới làm. Mới tập được. Chứ đâu mày nói vô tập liền phải cúng chả, nó nói là kính sư trọng đạo. Mới học được chứ. Mày nói đâu chỉ dở mày. Hầu tao bái sư thời tao cúng mấy con ghẻ mày. Dở mà con ghẻ không mà gì đâu mà ông chỉ tôi giờ ông chỉ tôi lần rồi. Rồi bây giờ tao chỉ mày một cái đơn giản thôi. Được không? Tao chỉ mày một cái đơn giản thôi mà làm được. Rồi mai mốt mua con ghẻ. Cái nào cũng được. Mày vừa hấu rồi mà còn gì thứ nữa nó. Mẹ mày dạy chứ nó cũng phải có cái lợi nậu công chứ mà đập chết thì được mẹ mày nói vậy mày. Đập phải nói nha. Đập sao? Phải đúng thớ của nó nha. Đấy, để thử bật mềm chút. Xem cái đây rồi tới cái dừa rồi tới cái gì cao cái nặng ấy ấy thôi. Mà đập cái này không được không? Đó, nhưng mà nhớ phải có con ghè nha. Tôi mà đập được tới viên gạch là ông con ghè tôi ông làm ông người con ghè mà đập thôi, đặt tay rồi vô đập cho bộ qua thôi. Nhưng mà nhớ là phải đó tập chỉ cho ấy. Đứng tấn là thôi à nha. Cái mặt là lúc nào cũng nhìn thẳng dưới cái dừa hấu. Hiểu không? Đó chứ, đó nó bay khi nó bay lên nó lẻ nó trúng cái mặt là dừa. Thôi không, ông tơi lẻ không? Không có, nó lộn lộn. Cho cái gì bay lên vô mặt. Nó lộn chứ. Đó cái tay này, cái tay mình là đây nè, đập xuống nè. Đó. Lên nè, xuống nè. Lên nè, xuống nè. Nhưng mà nhớ cái mặt chơi gì? Cái mặt là phải đối diện với cái dừa hấu nha. Phải không? Cái mặt lúc nào cũng đối diện với cái dừa, hiểu không? Phải nhìn chèm chèm xuống cái dưa con mắt phải mở rõ đây mở to đây này mẹ bè cái dưa đó ông ní ông cần gì chi mẹ dưa mà tôi đập được mà cần gì chi cái miệng hé ra nha chuẩn bị dưa chứ lên ăn luôn nha dưa anh ra ăn lên hay gì không đập đến đây đập đi mẹ cái quý đây mà tôi đập hết một cái mấy đâu mà rồi đổ tay rồi đàng hoàng quý đây mà mẹ chủ quán trời lẹ không mẹ chủ quán trời lẹ không mẹ thui dưa không trời cay quá đó mẹ tiền công cái kiểu gì mà đâu mẹ mày đập gì mà cái dừa nóng bố mày làm vậy mẹ thui được trời lẹo tụi bác mẹ thui mày mẹ thời dừa dừa không bao năm anh em hôm nay đã không còn chơi giờ thì thôi đừng đến chơi quá nhiều miệng thì coi nhau như anh em nhưng lòng lại khác chơi không tốt vậy thì đừng đến chơi quá lâu quá lâu thì lo trời lẹo mà liền công cái kiểu gì mà mày tao nói đâu trời lẹ không mày em tao bỏ gì tụi mấy vậy mấy sao khe mùa nước đáy bò dữ không nậu có cái đây là cái dưa mùa nắng nó bị ấy nó bị hư á mày mùa nước đáy bò mùa dưa nào mà hư vậy không ông trời lẹ không cái đây đâu tao nói ông bắt vô luyện công trước mà được không mà vô mà dành mà luyện công mấy vậy mà ông làm như ông làm đúng rồi mẹ ông đặt cục bạc cục đồ nữa ông trời sắc thôi đó ông bắt vô luyện công trước mà được không mà vô mà luyện công mẹ trời vua dài à mẹ vua gì tống lông ấy vua không vua tống lông mẹ đâu mẹ trời lẹ không của ông mẹ vua mày đâu hết mẹ đâu đây đó tao cho ông bắt mà được không mẹ vua mày hết rồi mà cái tiền rồi mẹ cái tiền rồi cái gì vậy có gì nữa có gì đâu có gì đâu có gì đâu để chơi vậy mấy cái gì mà le ốm thôi vậy mấy tre đó đây là tao đang phô biến trò chơi để chơi gì gần mở đường chém đầu vậy trời lè không chơi chơi với chơi làm mày đi bồ quá mà chứ mày gì giả sao chưa lên em chồng mày chơi vậy đâu đừng mày phô biến nó luôn rồi ông đưa tiền nha mày phô biến đi sao chơi sao đừng ông ngươi im nữa đâu tôi chơi ông chờ đây nghe đấy đừng mày phô biến nó luôn rồi sao đây ơi ơi như thế này tao chỉ mày mà được kem đầu ấy ông đập vô cái đây này mày mày điên hay sao mày lộn đập vô đây ông mày đập vào đây khỏi sinh luôn phổ biến cho đàng hoàng cho nó chơi quậy khỏi đĩa con luôn rồi sao nữa ông gồng ở kia cho nó cứng lên ông lè xuống cái kia mày chỉ gồng ở đâu lộn gồng cái đây nè mày không nghĩ cái nào nó bị vô gồng chứ đứng nè đưa cái mặt vô dài nè là đập xuống cái dưa là lấy tiền ông cho quán cho ông lấy tiền đưa nó lấy tao 100 mà nó đòi chơi nữa không bỏ tiền đi ông cái đây là ông đưa tôi không có đưa nữa đâu nó mới lấy 100 nó định nó chơi nữa mạnh lên nha phải luyện công đồ vô chứ không rồi coi như nó không bỏ vô hầu tôi hẹp gió vô bên anh hai nứt là tao không có đưa tiền nào hầu tôi hẹp gió vô bên anh hai em thớ kịp cố tôi biết hết chưa hẹp tới kịp mình không mẹ ông trời ơi đâu quá
trời ăn hương vậy? Tao nói là mày mày mẹ ông đủ em trời ơi mẹ trời ơi chú cho lẹ ông chú ăn mẹ ăn chú không trời ông ăn hết mẹ mày hết rồi dọn nhét cái thầu riêng vô trời không mẹ liền công nó phải giải cho mày em trời ác hơn tôi liền công mẹ. Mày không biết ngỡ liền công mà liền công tôi chờ nước đáy bò ông chờ ông cái sầu riêng không mẹ em chờ chân ở đây rồi ông chờ ngu chưa chắc chưa không mẹ em chờ đủ trẻ đâu mẹ cái sầu riêng đỡ đạp vậy mẹ chờ được rồi tay thôi chờ ngu chưa không quê trôi anh nó sưng lên một cục mày chủ quán hết chuyện trời hả mày rồi nào không chơi đâu mẹ không gặp ông thôi gặp ông thôi đủ chuyện hết đâu bữa nay võ sư quất luyện công bằng trái sầu riêng nhưng mà chấp đâu quá quê trôi rớm sưng lên mày em mấy em chồng ăn hết sầu riêng rồi còn vợ không à mấy em cái trời võ sĩ của mình bữa nay mình nhận hai đội tử nha các bạn một thằng là liền bằng tinh thơ lắm còn một đường người là liền bằng tinh thơ chắc cứng mấy em chồng ông cho tiền ông nhét mà tôi cứ ngắt đầu nói nữa không nhét nhét chứ đâu mày chờ đỡ tao xuống ở đây giờ sao đây giờ cố gắng nghe sao lấy xe mà cố mày ngu như con bò mày em lấy xe đỡ vợ cho mẹ mẹ mày còn nói nữa sao mày dốt như con bò vậy mày phi tao hay phi ổng mà lúc nào mày cũng theo ổng hết vậy mày bị đâu mày vô mày nói tao chứ mẹ chưa kịp nói ông nhét tiền mà nói vậy ổng chứ mấy mẹ thì gì đồng tiền cái đầu tre mà tôi lấy cục gạch tôi đụng đâu mà quen lấy ông đụng cho ông đôi đập nữa đập không. Chưa đẻ sao đập nữa anh em đừng có tương tàn đây mẹ đi chơi đây tôi cho ông 200 luôn này ông gì ông 200 ông tao nha mẹ ông tao đưa tôi chứ mà mẹ mày cũng gì tiền nữa anh em bán rỉa đâu mà anh thấy trời cũng gì tiền đây mà anh em chia rỉa đây mẹ cái miệng nói mà cái tay nó còn tôi đưa tiền này, đưa tiền này ông lại mẹ, em biết mẹ đủ mày với tay tôi sân ông giờ ông chở tôi đi viện đây này ở đây sân giờ ông chở tôi đi viện không chở ông đưa thêm tôi ông cái áo tôi nó hư này mẹ mày thâu mày nước đáy bò mày ít hơn thâu mày liền cái giỏ đầu điên hử mày dám không mày mẹ ông chờ hai thằng luôn nghe không không nói vậy chứ mẹ mày em chờ hai thằng luôn anh không nói vậy chứ bữa nay trời nắng nóng quá anh có cái ẩm thực dưa hấu mời tụi em cho ăn được không được thè giải đi cái ruột quen hết rồi giờ quen vợ mẹ chứ tay sưng nhà mẹ cái ruột đó cái tính gì cái chỗ vợ với cái ruột đó thì hồi bữa nay anh thái nắng nóng quá anh định mua cái dừa đó anh ngâm nước đá uống tụi em uống cho nó mát giải nhiệt nhưng mà anh thái vậy đâu vô uống trước mẹ trời bờ nhưng mà anh thái cái vợ bỏ phí với anh tận dụng cái vợ đó anh làm cho nó trọn vẹn vợ làm gì vợ đó tụi em tập luyện công cái vợ thì cái vợ đó cái vợ hồi nãy mà dính cái sầu riêng rồi đấy cái mà mẹ vợ nói nữa còn mày thằng Trần là dính nước đá bò rồi đấy cái đầu mày chạy ông lột đi hết cái ruột ông lột đi hết cái ruột ông lấy cái vợ ông làm cho mấy tụi ông còn cái ruột bây giờ mình làm ẩm thực rồi nên làm như ẩm thực cái gì đây mẹ sao ông đưa anh mẹ ông đừng nghĩ 200 ngàn lớn nha dày đây che tụi úp rầu à che thè nói trước mẹ đây nước đá bò đấy che chờ sức sắc không nước đá bò để làm ẩm thực nãy giờ chờ lái được bao nhiêu ra nữa còn lấy thêm nhiêu ra nữa nhiêu ra nữa nhiêu lại đủ rồi lấy gì nãy giờ ông tròn lấy nhiêu đây nữa đổ vô luôn đi đỡ tôi canh lấy vài con nữa cho đầy đổ đi ông vô bất hình là ông nói tôi ông đỡ vô chứ mà mẹ ông điên mèo nè nghe nói chim mày trời như vậy đâu ăn vô mùa hè mà làm gì mát mày bay làm mấy ăn bò nước với bò đâu khổ vô mày hiền gì nãy thấy đang nghét đồ mấy chân kìa nấu bọt cũng không mấy này mày vừa khai nữa không đâu mình đợi tới tao nó khô lắm mà sớm giờ nó đi lái với cô như kẻ bụi mới được nhiều đá nha mày mẹ anh dưa mày làm gì cơ dữ vậy mẹ em bỏ nước đá bò vô ông trời ngu chứ ông trời hết chuyện này mà mẹ tôi quán cho mẹ không anh em giải ông lâu đấy mẹ em cho ông bỏ nước đá bò vô độ mẹ em biếu anh em ăn dưa không mấy con trôi mà như giải bây trôi gì trôi dừa đấy mẹ, anh em không mấy anh em biếu làm sao được biếu đâu mẹ em đợi gì ông quá rồi nói cho thâu lỗ thâu anh em làm giải bây anh em lâu lỡ thâu chứ gì đâu còn chẳng vậy mẹ chơi gì vậy chơi quá mẹ gì thiệt các bạn hả gì thiệt á mẹ chơi gì vậy chứ xe mày đâu xe nãy mày đi trước tao mà mày đi làm sao mày dạ giờ gì thiệt hả cho anh giữ quá giờ râu luôn mày giờ gì thiệt hả thiệt không té 200 mình cho che nhưng mà mẹ em điên á đụng né ra mẹ cái tay tôi này giờ xưng sầu riêng này ông tới ai mày té 200 mà về cho che mẹ đi
phi với đồ lá cho em luôn hả? Trời cái này đèn tím dữ không? Để không về luôn ơi. Thôi vô anh ơi. Mày nước lấy bò mà anh không? Ông chưa giấy chưa không? Bây giờ cho nước bài nước bò ở đâu? Đây. Cái gì? Mày này ông bừng vô ông dùng nước đáy bò ông cho vô mà. Ông chủ quán cho tôi 100 ngàn trôi mỏi ông hả? Mẹ dạy trôi tôi nữa. Mày ông tao không. Nhưng khi tôi lâm nạn thì mắt tôi mới sáng. Anh em như cái quần, toàn anh em lũ đàn.